Đây một tuyệt phẩm của bếp từ cảm ứng ha, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, điện 100V, nhiều quá em quên nè. Bên ngang này con này có 19 nè, siêu nhỏ gọn luôn, bề dài 25, bề cao là 5 5 rưỡi, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Ây da, hình ảnh qua video là đúng ha, không đúng là được quyền trả lời nha. Em cam kết là video với hình ảnh là đúng, lời nói em là đúng, có sai gì được quyền trả lại, đổi trả thoải mái nha. Sản phẩm này em cho đổi trả trong vòng 1 tuần lễ từ khi nhận hàng ha, tức là lỗi do sản xuất hay là kỹ thuật, còn bởi ghim điện lộn là thua nha quý khách cô chú anh chị em. Con này là hàng xuất Nhật, điện 100V 1000W 15A, được sản xuất năm mấy ta, này nó em không thấy đợi năm ta. Nói chung con này em nghĩ cũng đời cao 25, 15, 17, 14 gì đó ha. Nó cao. Rồi, bản thân nó thì em bán giá là 550 ngàn luôn với nguồn nha. Còn không lấy với nguồn thì bớt lại 100 ngàn. Con này thợ bếp từ, nên nó nhận những đồ inox ha. Rồi, trước tiên là mình ghim điện. Mình có cái điện nguồn mình bấm cái. Có điện nguồn, cái này nó cứ chạy, bấm cái. Rồi mặc định của nó là 50% ha. Đó, quý khách nghe cái từ ríu ríu. Nhỏ gọn, rất là bền, rất là đẹp. Không bởi không mã. Em quá ở Nguyễn Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội nhiệt ha. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chatbot, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Cái con này mình ăn lẩu, nấu đồ cũng ok nha. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng mạnh nha. Tại tới 1000W đó, mấy con bự thì 1200, 1400, 1300. Con này nhỏ xíu mà hết 1000W rồi. Ăn lẩu, ăn đồ là vô tư bình thường nha cô chú anh chị em đó. Nước sôi bốc khói đàng hoàng nha. Còn nếu như nó lỗi là nó báo đèn hoặc là chớp đèn hoặc là không nhận nồi nha, là nó không có trường hợp nó sôi này. Mình ăn lẩu, ăn đồ là nấu này kia gọn nhỏ, đơn giản, đẹp luôn, cảm ứng luôn. Giá công khai là 550 ngàn luôn với nguồn, không với nguồn trừ lại 100 ngàn. Rồi sôi nha, chuẩn nha quý khách cô chú anh chị em. Còn dạng mà inox, 100% inox, nhiều inox nó sẽ nấu rất là lâu sôi nha. Như con này son dày nè, nấu nó gắt sao lâu sôi nè, inox á. Còn mấy con mà có mạ sắt nhẹ nhẹ vô, nó hít á, có từ hít á, là xài rất là ok. Còn mấy con mà không đưa hít inox không á, là lâu lắm. Hít là có sắt, chắc sắt á, nó mới nhanh. Chứ còn inox 100% rất là lâu. Rồi, đây là em tắt nè, giảm nè. Ồ, hết rồi, đó, rồi. Chuẩn men nha. Thật. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài hay biếu tặng gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chatbot, Messenger, TikTok ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.